Từ trước đến nay, chú ngữ không phiên dịch vì có năm duyên cớ. Một, vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch. Như chúng sanh dùng tâm yên lặng, tin tưởng, thành kính mà niệm chú, tất sẽ khế hợp với chân tâm của Phật, Bồ Tát mà được cảm ứng. Nếu biết nghĩa lý thì dễ sanh niệm phân biệt, cho đoạn này nghĩa như vậy, đoạn kia nghĩa như thế, kết cuộc vẫn ở trong vòng vọng tưởng, làm sao thông cảm với Phật tâm. 2. Nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch. Trong một chữ chân ngôn có nhiều nghĩa, nếu dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không được toàn vẹn. Thí dụ, riêng một chữ A đã hàm súc những nghĩa như bất sanh, bất diệt, không, căn bản, chân thể và nhiều nghĩa khác nữa. 3. Vì danh từ bí mật nên không phiên dịch. Những chữ trong chân ngôn hoặc chỉ cho danh hiệu Phật, Bồ Tát, Thiên, Long, Quỷ, Thần như chữ Hồng gồm 4 chữ Hạ, A, O, Ma hiệp thành, chỉ cho chủng tử của chư thiên hoặc có thứ ở phương này không có như danh từ Diêm Phù Thọ chẳng hạn. 4. Vì âm thanh bí mật nên không phiên dịch. Các chữ chân ngôn có khi diễn tả âm thanh của tiếng gió reo, nước chảy, tiếng loài chim kêu, đọc lên có sức linh động, nên để nguyên âm. Thí dụ, câu Toro Toro là chỉ cho tiếng lá cây ở cõi Phật rơi xuống, hoặc chữ Án Ông đọc lên có năng lực thầm kín làm rung chuyển không gian, hay chữ Ta Bà Ha Sô Wa Ha có sức truyền cảm như một sắc lệnh, lại có nhiều danh từ đã để nguyên âm chữ Phạm sẵn trước đến nay, vì thuận theo xưa nên không dịch ra. 5. Vì sự sanh thiện bí mật nên không phiên dịch. Như danh từ Bát Nhã, người đọc lên sanh lòng tin tưởng, phát ra niệm lành. Nếu dịch là trí huệ thì sanh ý khinh thường, không quý trọng. Trên đây là những nguyên nhân vì sao chú ngữ không dịch ra, chớ chẳng phải không có ý nghĩa. Người học Phật phải nên xét nghĩ, chớ vội theo chỗ thấy hiểu càng hẹp của mình, sanh lòng khinh mạn mà mang tội.